Xin chào tất cả các anh chị em. Thực sự thì đã quá lâu rồi chúng ta chưa quay trở lại với cảm giác cầm chiếc mic và nói trên xe đúng không ạ? Không biết là anh chị em đã quên mất nghề chưa? Thì ngày hôm nay mình cũng xin phép được quay lại hầu chuyện anh em qua một cái đoạn chào nho nhỏ mà mình nghĩ rằng là mình sẽ sử dụng sau khi mà mình quay trở lại với nghề du lịch. Và anh em cũng thử tham khảo xem là mình có thể dùng được không nhé. Kính thưa quý cô chú và anh chị, ngày hôm nay thì là một ngày thật đặc biệt đối với một người hướng dẫn viên như em. Bởi sau hơn một năm thất nghiệp, sau hơn một năm không được đi làm thì cuối cùng ngày hôm nay em đã được gặp lại cô chú và anh chị trong chuyến hành trình này. Và cảm xúc trong em giờ đây thì nó cũng chẳng khác nào cảm xúc của nhà thơ Thanh Hải trong bài thơ 8 năm nay mới gặp lại nhau vậy. 8 năm nay mới gặp lại nhau, ôm nhau mà thấy lòng đau chín chiều. Xa nhau chỉ một mái chèo mà đi trăm núi vạn đèo tới đây. Siết tay ôm chặt siết tay, nói gì nước mắt tràn đầy đôi môi. 8 năm là mấy đêm rồi, có đêm nào chẳng ngóng trời nhìn sao, có ngày nào chẳng ước ao, đến ngày gặp lại cô chú và anh chị thì có vui nào vui hơn. Thực sự là trong hơn một năm vừa qua thì chưa có một cái lúc nào mà hướng dẫn viên lại cảm thấy nhớ cô chú và anh chị đến vậy. Nhớ hơn cả nhớ người yêu, nhớ nhung từ sáng tới chiều đến đêm, như cau nhớ trầu mới têm, nhớ cả cái tiếng mắng êm êm mỗi ngày. Và không chỉ có hướng dẫn viên là nhớ tới cô chú và anh chị đâu ạ, mà cả bác tài của chúng ta trong suốt hơn một năm vừa qua, không khi nào là bác tài lại không nhớ tới cô chú và anh chị cả. Cứ sáng lau lốp, tối lại chùi gương, nhớ khi lăn bánh trên đường đi tour, nhớ lúc bẻ lái ôm cua, nhớ tiếng của khách trêu đùa trên xe. Và sau bao nhiêu ngày tháng nhớ nhung và chờ đợi như vậy, thì cuối cùng ngày hôm nay, hướng dẫn viên và bác tài đã được gặp lại cô chú và anh chị trong chuyến hành trình này. Và thay mặt cho công ty du lịch cũng là tiếp lời cho bác tài thì hướng dẫn viên xin gửi tới toàn thể quý cô chú và anh chị trong đoàn của chúng ta một lời chào, lời chúc sức khỏe, những cái lời yêu thương nồng nhiệt nhất. Chúc cho chuyến đi của chúng ta thuận lợi, gặp nhiều may mắn và thành công tốt đẹp. Đấy, sau bao ngày chờ đợi, chào như thế cho nó chất chứ mà. Nhiều người thì không thích dài dòng, nhưng mà tôi lại thích thế. Còn anh em thì sao, anh em có thích phong cách này không?